Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì mình thấy có rất nhiều cô chú anh chị á các bạn, xài cái đầu bò của mình một thời gian á, nó sẽ bị tuôn cái lỗ uri này nè. Đó, nó bị tuôn cái lỗ uri này. Nhưng mà tất cả cô chú anh chị không biết á, thì thay cái đầu bò ha, thì nó cực kỳ là ổn và tốn phí ha. Đó, thì đối với cái đầu bò này, khi mà nó tuôn cái lỗ uri này nè, thì mình có thể á, là đóng cái cối rồi ha, mình có thể đóng cái cối uri lại. Mà nếu như tất cả cô chú anh chị lỡ như mà có đóng cái cối rồi mà nó tuôn thêm cái cối nữa, thì mình vẫn có thể tháo ra ha. Nó mình đắp nè, mình đắp xong rồi mình viên ngăn lại là mình xài bình thường ha. Như hiện tại cái đầu bò này là tất cả cô chú anh chị thấy không, thì nó là bị tuôn răng rồi nè, tuôn răng rồi nhưng mà nó đã đóng cối rồi mà nó vẫn bị tuôn nữa, thì mình tiến hành mình tháo ra nè, thì mình mang đi đắp lại xong đó là mình sẽ viên ngăn lại, thì ở đây nè nó sẽ trở về giống như gan như gin nữa ha. Thì mình gáp vô là mình xài bình thường nha, không có vấn đề gì hết đó. Mình không cần phải thay cái đầu bò hoặc là đổi cái đầu bò để mà nó tốn nhiều chi phí ha. Đó, cách xử lý là như vậy. Rồi, mình là Trần Bạn Giang ha. Video mình đây kết thúc, nếu bạn xem video mình hay ok thì nhớ cho mình một like và đăng ký kênh hồ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.